Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã ghé đến kênh Nani Official của mình nha Hôm nay mẹ mình sẽ vào bếp chia sẻ với các bạn cách làm thịt kho trứng Nguyên liệu thì gồm có một ký thịt đùi, nửa ký thịt ba chỉ, hai trái dừa, 10 quả trứng Thịt thì mẹ mình đã nhờ người ta cắt rồi, về thì mình nhớ rửa lại muối cho nó đừng có hôi nha Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi ướp thịt nè Cho 2 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê bột ngọt, thêm 2 muỗng nước màu, 2 muỗng đường và 5 muỗng nước mắm sau đó mình sẽ trộn đều lên cho tất cả hỗn hợp thấm vào nhau Tới đây nhìn cái màu nó đẹp quá ha Rồi sau khi trộn hỗn hợp xong Bây giờ mẹ mình sẽ cho thêm 3 muỗng dầu ăn một muỗng tỏi đã phi sẵn cho nó thơm Rồi cho thêm hai muỗng đường nữa Rồi công đoạn tiếp theo là gì? Trộn thôi Trời ơi, ta nói trộn đều, trộn đều, trộn đều cho thịt thấm vào nhau nha Sau khi đã trộn xong hỗn hợp thì mình để thịt trong vòng 30 phút cho nó nghỉ ngơi Bây giờ mình sẽ đi luộc trứng mình sử dụng 10 quả trứng cho nước vào rồi bắt lên bếp cho thêm một muỗng muối vào để lát khi mà mình luộc xong rồi á mình lột cho nó dễ nha các bạn Là nói một tay quay một tay làm á cái nó hơi khó giờ thì đậy nắp lại trong vòng 10 phút khi nào nó chín rồi thì mình tắt bếp sau khi thịt mình đã thấm rồi thì mình bắt lên bếp dùng đũa đảo đều đảo đều thịt cho nó soi lại rồi thì mình đảo tiếp đảo tiếp nè các bạn đảo khi nào mà phần thịt của mình nó nó săn lại á thì mình sẽ cho nước dừa vào nha. Các bạn mua dừa nhớ lựa trái dừa nào nhiều nước nha để khi kho thịt á cái thịt mình nó sẽ mềm. Khi mà mình đổ nước dừa vô nó sôi rồi á thì mình dùng cái rây để mình vớt bọt ra nha các bạn để cho nước mình nó nó sẽ trong hơn. Rồi sẽ cho thêm hai cục đường phèn vào cho nó ngọt nước, nêm nếm lại cho thêm một ít nước mắm và một ít muối vào tùy khẩu vị của các bạn. Tiếp đến thì mình sẽ cắt thêm ớt vào cho nó the the sẽ ngon hơn. Cuối cùng là mình đi lột trứng rồi mình bỏ vào. Sau đó vặn lửa nhỏ nhỏ lại, hầm trong vòng 30 phút cho thịt nó mềm. Tới đây nhìn cái màu nó đẹp quá ha. Nhìn có ai đói bụng không nè? Cái này mà ăn bánh chén á, cuốn với rau sống là bá cháy luôn nha, hoặc là ăn với cơm là hết bài luôn. Chúc mọi người làm thành công và nhớ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.